Alo, xin chào các bạn. Đinh Thi sẽ làm hướng dẫn một cái video về cái cách chúng ta có thể dùng cái bức ảnh này làm một bức ảnh nghệ thuật City Light nhé. Có cái ánh sáng ở trong người. Đầu tiên chúng ta phải tách cái nền này ra. Sau đó là chúng ta đưa cái City Light này vào. Chúng ta kéo nó vào. Đấy. Sau khi kéo vào xong rồi ấy, các bạn sẽ kích chuột phải chọn Click Gripping Mask để cho nó vào người cô gái này. Sau đó là chúng ta sẽ lấy cái hòa trộn. Ở đây chúng ta sẽ có vài cái hòa trộn, cái liner này là cái mà nó đẹp nhất này. Đấy. Sau đó là các bạn lại tiếp tục kéo một cái miếng này sang bên này nữa. Đó. Cái này phóng to ra, Ctrl T nhé, phóng to nó ra. À. Xong tạo một cái layer trắng và đổ cái màu trắng lên trên cái layer đó. Rồi cái layer này, cái layer mình mới vừa phóng đó, mình cho nó là layer một cái lớp dưới. Chúng ta có thể dùng cái hòa trộn. Ở đây chúng ta sẽ có thể tìm một số cái hòa trộn để làm sao đấy để cho nó ok nhất. Hoặc là chúng ta có thể dùng cái Normal này, sau đó chúng ta chọn vào Opacity, chúng ta giảm Opacity nhiều xuống. Rồi. Đến khuôn mặt cô gái này, muốn cho nó đẹp thì chúng ta xóa cái lệ phần trên này để lấy được cái khuôn mặt của cô gái thì chọn vào Blur Mask, sau đó dùng công cụ Brush này, chúng ta dùng công cụ Brush nhé. Chúng ta chỉ cần lấy lại một chút ở phần mặt mặt này thôi là các bạn nhìn thấy là mặt cô gái đã rõ ra rồi này, đúng không ạ? Nó phải rõ mặt cô gái một chút thì nhìn nó mới đẹp được nhá. Đó. Đấy, như vậy là chúng ta đã làm xong được cái ánh sáng một cái bức ảnh nghệ thuật như thế. Ok. Video chúng ta dừng lại ở đây. Các bạn nhớ follow kênh để có những cái video tốt nhất và hay hơn nhé. Cảm ơn các bạn.